thật tình mà nói lúc đầu tiên gặp á thì mình không hài lòng. Không hài lòng? Không hài lòng. Sao vậy cô? Điều gì? Tại vì thật tình là con gái cô á, nó cũng vừa đẹp cũng dễ thương, à, cũng giỏi nữa. Tự nhiên nó dẫn bạn về với thừa, nó giới thiệu mà nó nói hỏi bạn con làm nghề gì đó, chạy xe ôm. Rồi hỏi gia đình thì cũng ổn định, cũng sống thôi, rồi nó chạy xe ôm. Rồi thấy không hợp cho con mình, không hài lòng. Giờ mình lo cho con mình. Làm lo con mình. Khi cái công việc của anh chàng chạy xe ôm cũng không đủ để có thể lo mà cho mà nó chạy cái xe cũ nữa chứ. À. Đi qua thấy chạy xe cũ mà trời ơi, chạy xe mà xe này xin lỗi. Gặp cô cũng đi nữa, khách này dám đi. Xe cũ quá chứ mình nghĩ trời ơi, cái thấy mẹ chờ con mình vậy mà lấy chồng vậy rồi sao lo được cho con mình. Giờ có cháu làm sao lo được cho chú ngoại mình. Cái không hài lòng. Rồi có giờ mẹ tỏ thái độ rõ ràng với em không? Dạ không, có phải có luôn đó mẹ. Tỏ thái độ rõ luôn hả? Nhưng mà thôi kệ, em không có buồn hết á. Tại vì em biết mà, mình là đông mà không làm được gì vậy nhiều hơn kệ. Chẳng sao. Nếu em chạy xe sao em gặp vợ em được? Không, nếu không chạy xe gặp vợ mà em đi chơi. À. Bạn của mẹ rồi gặp nhau rồi quen thôi. Lúc mà mẹ không cho cưới nhau thì hai đứa tự ra riêng rồi tự cưới luôn hay sao? Không có nói chuyện. Hai bên vẫn nói chuyện nhưng mà tại vì bên nhà rể chặt quá, rồi có con rồi không thể nào chung ra được. Còn về chung mình thì về chung cô cũng không cho. Lúc đó mẹ vợ có chu cấp tới chu cấp thì nghe mình thấy con vậy thấy chú ngoại mình xấu xa nghe tức nghe nè, tới lần này cũng la cho tiền mà la. Dạ. La là la con. La con gái chứ không về la hàng rể. La con gái mình thôi, mình nói trời ơi, đỡ hoàn cảnh khó khăn vậy cứ xanh gì hoài. Trời ơi, rồi sao không làm gì hết cứ xanh gì hoài rồi lấy gì con lo cho con. Rồi mẹ còn sức mày lo được, rồi mốt mẹ không còn sức lấy đâu mày lo cho con. Thì la thì nó ngay, rể nó khóc. Khóc luôn hả? Rể khóc, rể nói lần nào mày gặp mày cũng la hết á. Cái nó ủa mày la con gái mẹ mà, chứ mày đâu la con. Thì không, tại vì cả hai cùng sanh mà. Thì nó có trả lời. Lúc em khóc là nghĩ về điều gì? Tôi làm chỉ bộ thôi, em không biết sao hiểu cho em thôi. Ừ hờ, em không ghét, không chắc là vậy thôi. Giờ mẹ vợ thương em cảm nhận thế nào? Biết mà, giờ chút là mẹ lo cho em hết rồi đó. Chắc mình cũng phải có trách nhiệm nhiều hơn, phải mình ba đứa con rồi. Để mẹ lo hoài như vậy. Giờ chỉ nghĩ vậy mới buồn thôi. Thì nhà chạy xe dễ quá, thành cô cũng khó khăn lắm. Cô cũng đang ở nhà mướn nữa, cô ở nhà mướn 15 năm nay. Thành ra lúc mà cô muốn về chung á thì cô không khả năng cô mướn nhà lớn. Xin mời. Ủa? Mẹ vợ con rể quá. Mẹ vợ con rể. Dạ. Dạ con chào cô. Rồi chào mẹ vợ. Dạ xin chào Linh với lại Lê Lộc nha. Dạ chương trình. Dạ à, chào anh. Chào. Dạ chào cô ạ. Rất vui được chào đón mẹ và con rể đến tham gia chương trình. Mình giới thiệu về mình cho cả khán giả cũng được biết. Xin chào Nguyễn Linh, Lê Lộc và chương trình. Mình là Quỳnh Thị Thu Việt, 60 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Mười tuổi mà trẻ quá. Trẻ. Chú 50 mà chú còn thấy già không vậy? Em tên Long ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Nay em 38 tuổi. Anh là rể của mẹ là bao lâu rồi? Dạ 7 năm rồi. Ồ. Oh. 7 năm. Đúng rồi. Mình có con chưa nhờ? Dạ có ba đứa. Wow. 7 đứa rồi, 7 năm rồi phải hỏi mấy đứa. Cái ngày đầu tiên mà mẹ vợ gặp con rể mình có ấn tượng điều gì? Thật tình mà nói lúc đầu tiên gặp thì mình không hài lòng. Không hài lòng? Không hài lòng. Sao vậy cô? Điều gì? Tại vì thật tình là con gái cô á, nó cũng vừa đẹp cũng dễ thương, à, cũng giỏi nữa. Tự nhiên nó dẫn bạn về với thừa, nó giới thiệu mà nó nói hỏi bạn con làm nghề gì đó, chạy xe ôm. Rồi hỏi gia đình thì cũng ổn định, cũng sống thôi, rồi nó chạy xe ôm. Rồi thấy không hợp cho con mình, không hài lòng. Chứ là mình lo cho con mình. Dạ, mình lo con mình. Khi cái công việc của anh chàng chạy xe ôm cũng không đủ để có thể lo mà cho mà nó chạy chiếc xe nhà cũ nữa chứ. À. Đi qua thấy chạy xe cũ mà trời ơi, chạy xe ôm mà xe này xin lỗi. Gặp cô cũng đi nữa, khách này dám đi. Xe cũ quá chứ mình nghĩ trời đó cơ, cái thấy mình chờ con mình vậy mà lấy chồng vậy rồi sao lo được cho con mình. Giờ có cháu làm sao lo được cho chú ngoại mình. Cái không hài lòng. Nhưng mà giờ hai đứa thương quá rồi. Như rồi là mưa dầm thì bao lâu cô mới thấm? Cô mới thấm mới 4 năm nay thôi. Cưới xong rồi thì cô giận. Cái này cô không hài lòng mà. Thì muốn nhà riêng, không có chung với cô. Mà cô dẫn tới thường, cô dẫn thăm, dẫn đến. Mà gặp gái nó sanh, nó thương nhau quá đi. Trời ơi, sanh 4 năm 3 đứa. Trời ơi, 4 năm 3 đứa. Tại đâu muốn đâu lại gì hả? Số phận nữa. Chạy xe mà giờ sinh 4, 3 đứa là cũng căng lắm rồi nha. Thì bà ngoại lo. À, bà ngoại lo. Bà ngoại lo. Giờ thì tới thì nghe mình thấy trời sao con mình cũng đẹp, cũng giỏi giang, cũng dễ thương. Mà nó vậy trời, đẻ ba, đẻ vậy cũng làm gì đâu, cứ nhà chừng con không hả? Mình nghĩ thôi, tụi nó nhỏ, đúng ra nó phải được đi đi đó, hưởng thụ, chưa giờ hưởng thụ, mới lớn lên cái lấy chồng, giờ chừng ba đứa con không có làm gì hết. Rồi sao em trai?
Dạ. Em gặp mẹ vợ đầu tiên thì em ấn tượng điều gì? Xong là nhìn thấy mẹ biết mẹ không chịu em rồi, nhưng mà thôi em cũng chẳng sao hết, em bình thường à. Tại vì em cứ trai mạch luôn. Ừ, đúng hả? Đẹp trai cũng bằng trai mạch. Câu này đứng dưới ông bà mình ngày xưa nói ha. Rồi có giờ mẹ tỏ thái độ rõ ràng với em không? Dạ, không có mẹ có luôn đó mẹ. Tỏ thái độ rõ luôn á hả? Nhưng mà thôi kệ, em không có buồn gì hết á. Tại vì hả, em biết mà mình là đông mà không có làm được gì với vợ nhiều, kệ cũng chẳng sao. Nếu em chạy xe sao em gặp vợ em được? Không, nếu không có chạy xe gặp vợ mà em đi chơi. À. Bạn của mẹ rồi gặp nhau rồi quen thôi. Lúc mà mẹ không cho cưới nhau thì hai đứa tự ra riêng rồi tự cưới luôn hay sao? Không có nói chuyện. Hai bên vẫn nói chuyện, nhưng mà tại vì bên nhà rể chặt quá. Rồi có con rồi không thể nào ở chung được. Còn về chung mình thì về chung cô không cho. Lúc đó mẹ vợ có chu cấp nó cũng bài tới chu cấp thì nghe mình thấy con vậy, thấy chứ hoài mình xấu xa nghe tất nghe nè, tới lần nào cũng la cho tiền mà la. Dạ. La là la con. La con gái chứ không về la hàng rể. La con gái mình thôi, mình nói trời ơi, đâu hoàn cảnh khó khăn vậy cứ sanh gì hoài. Trời ơi. Rồi sao không làm gì hết cứ sanh gì hoài, rồi lấy gì con lo cho con. Rồi mẹ còn sức mày lo được, giờ mốt mẹ không còn sức lấy đâu mày lo cho con. Thì la thì nó ngay rể nó khóc. Khóc luôn hả? Rể khóc. Rể nói lần nào mày gặp mày cũng la hết á. Cứ nói ủa mày la con gái mẹ mà, chứ mày đâu la con. Thì không, tại vì cả hai cùng sanh mà. Thì nó có trả lời. Lúc em khóc là nghĩ như điều gì em? Tôi làm chị bồ thôi, tại không biết sao hiểu chị em thôi. Ừ hời, em không ghét, không trách mẹ gì hết á. Hiểu chứ sao mà không đặt con đi dày cũng la hoài. Thì nó nói mẹ la vợ con cũng như mày la con rồi. Cái nó khóc thật tình, lúc đó mình cũng chưa. Còn giận mà, chưa xua lòng. Cái về nhà, cái mình suy nghĩ lại. Mình nghĩ trời tội nghiệp quá, mình la mà nó khóc. Cái về suy nghĩ lại, cái đầu cái cũng thương. Rồi cái mình thấy vậy, cái thôi, cái mình nghĩ thôi, kệ con của mình. Cái bắt đầu mình mới cho dễ chung. Là thứ ba rồi dễ chung. Thì dễ chung rồi, bắt đầu mình mới thấy là khuya, thí dụ con nó, hai đứa lớn á, nó nói, mẹ pha sữa cho con. Thì thằng này nó hôi, đừng kêu mẹ, để ba pha cho. Thì tự lấy bình, tự xúc bình, tự pha sữa cho con. Giờ thí dụ ban ngày á, nhiều khi mình đi chợ về, cái mình nói, mình kêu con gái dậy á, con nấu đồ ăn đi con, mẹ đi chợ về nè. Tại mình làm nghề tóc mình cũng chưa là mình không có rảnh, mình đi chợ về nó có nấu cho con, thì nó thôi để con giữ rau cho, con làm cá cho. Rồi chút nữa vợ con vậy nấu. Tại hôm nó khuya nó mệt thôi, mày đừng kêu vợ con, cho con giờ ngủ trễ chút. Giờ mình thấy nhiều khi á, ngay con gái mình á, nó hay chuyện sống sản lắm. Nó không chuyện nó nhẹ. Cái mấy lần nó cử nó làng này, cái mình phòng ở cái bên mình nghe mà, thì nghe thằng này chỉ khóc thôi. Thằng mỗi lần gây thì con kia thì lớn tiếng, này chỉ khóc thôi, không nói gì hết. Rồi từ đó cái ở chung mình thấy vậy, rồi mình thấy thương, mình nghĩ thôi kệ đi. Nó làm không như tiền thật mà nó thương vợ nó, giờ nó thương cháu ngoại mình, là thấy mình vui rồi. Nó không có nhậu nhẹt, nó hiền ít nói nữa, mình thấy thôi vậy là vui rồi. Rồi từ đó mình mới thương nó. Mẹ vợ la con không, em cũng khóc. Rồi vợ la em cũng khóc nữa hả? Không phải, không khóc vậy. Thì thôi, tôi không khóc. Để khóc. Tại đây tôi buồn khóc. Buồn khóc. Mà em buồn chết mẹ. Tại vì em cứ làm lên, lúc nào tôi nhiều tiền chung cho vợ em. Con thôi. Tội nghiệp chàng rể hả? Đời đàn ông đôi khi cũng nhiều sóng gió lắm con. Đàn ông đôi khi cũng khổ lắm thấy chưa? Ừ, mà ở nhà nó thương vợ thương con lắm. Đàn ông cũng đôi khi cũng nhiều nước mắt lắm chứ bộ. Bây giờ thương về cái gọi là có la này kia nữa không? Trời lo từ lý nó chạy xe phải nhắc nó từng cái nón. Ờ con có lấy nón không để con quên nó hiểm. Đi xe về phải dặn con phải khóa xe để mắc xe nha con. Giờ mẹ vợ thương em cảm nhận thế nào? Biết mà giờ chút là mẹ con cho hết rồi đó. Chắc mình cũng phải có trách nhiệm nhiều hơn, phải không anh? Ba đứa con rồi, để mẹ lo hoài như vậy. Giờ em chỉ nghĩ vậy mới buồn thôi. Thì giờ chạy xe giờ ế quá. Thật cô cũng khó khăn lắm. Cô cũng đang ở nhà mướn nữa. Cô ở nhà mướn 15 năm nay. Thành ra lúc mà cô muốn về chung á, thì cô không khả năng cô mướn nhà lớn. Trời dễ thương quá. Đây là một câu chuyện rất là đáng thương luôn á. Không biết mỗi tháng thì anh có phụ mẹ được cái tiền nhà không ta? Không, ở đây mình không thấy, mình nói thôi. Mẹ lo mẹ hết. Mẹ con chỉ lo đóng tiền học, tại đứa trẻ lớn nó đang học lớp 2, còn hai đứa nhỏ chưa đi học. Dạ. Nãy giờ con chỉ đóng học cho con thôi, còn cơm nước mẹ lo hết. Có bao giờ mẹ con ngồi nói chuyện với nhau như thế này không? Không, em ít khi nói đâu, em chỉ nghe thôi. Không có nói hả? Ít nói lắm. Cô chạy xe xong rồi về cái trong phòng với con nó chơi nghe thương, nó thương lắm. Nó đi về là nó giỡn với con, nó nằm cái con nó giỡn với nó leo lên mình, nó không có la. Cái từ đó mình thương.
Từ khi mình nói trời ơi, đã con chạy xe mệt rồi, sao con cứ chiều nó vậy, đừng có chiều nó quá. Mà nó nằm cái ba đứa con, nó đứa đứng trên đầu, đứa đứng trên bụng, đứa đứng chân, nó mới la. Có bao giờ em thấy mẹ em khóc thế này chưa? Không. Chưa đúng không? Mà thấy mẹ buồn thôi chứ thấy mẹ khóc. Anh nghĩ rằng mẹ chỉ khóc ở trong góc phòng nào đó, ở một góc khuất nào đó thôi. Cái nỗi buồn của mẹ rất lớn đó. Cái nỗi lo của mẹ rồi đây, ai sẽ lo cho cháu mẹ, ai sẽ lo cho con của mẹ, ai sẽ lo cho rể của mẹ, đúng không cô? Tại ông xã cô cũng bệnh nữa, trong ngoài mình cô lo. Có bao giờ lâu lâu em tâm sự với mẹ, động viên mẹ vợ một vài câu hay là gì đó không? Em thì không biết tâm sự, không biết động viên sao mà em cảm nhận được điều đó. Thì mẹ vợ đăng ký chương trình này với mục đích mình muốn nói điều gì với con rể mình? Trời, chị mong á, hồi nãy giờ mình thấy là nó thương vợ, thương con nó, thì cứ mong nó thương vợ, thương con như vậy hoài. Còn chị mình nghĩ chuyện giàu nghèo là do trời ban. Lúc mình cũng muốn vươn lên á, nhưng mà quan trọng ông trời có cho mình không, mình nghĩ vậy đó. Rồi, hôm nay câu chuyện chúng ta vỡ lẽ ra nhiều cái khúc mắc trong cuộc sống mà cần phải giải quyết nha. Để xem coi vợ em nói điều gì nha. Kính gửi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, em viết đôi lời nhờ chương trình nhắn gửi với mẹ và chồng. Nay em đăng ký chương trình này để được thổ lộ nỗi niềm và nói ra những tâm sự em với mẹ và anh. Mẹ à, tụi con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã mở lòng cho tụi con. Cảm ơn mẹ đã dốc hết khả năng để tụi con nương tựa ở cuộc sống này. Và em may mắn khi lên đên trên cuộc sống là được đồng hành suốt đời. Nhưng với anh lại không được may như em. Anh gặp em lúc thời điểm em ngang bướng, làm anh cũng chật vật với em và đối diện với gia đình ngay thời điểm khó chấp nhận, tin tưởng. Nhưng anh luôn bên em, không hề làm khó xử hay lời nói và hành động gì trách móc em. Và rồi an ủi em ngược lại rằng anh không buồn, không khóc đâu em, đừng lo và suy nghĩ. Em bên anh lo cho anh như vậy là anh vui lắm rồi, dù có thế nào đi nữa, có em thương anh là được rồi. Đây chính là hạnh phúc và động lực và sự hãnh diện cho em. Giới thiệu rằng em may mắn có được mẹ và anh. Cảm ơn chương trình đã cho cơ hội bày tỏ nỗi lòng của em. Một lần nữa xin cảm ơn chương trình và tất cả mọi người. Và em nói cảm ơn đời này đã có mẹ và có anh. Cảm nhận thế nào? Tất cả em thì cặp cạnh gì nhất trời đâu mà. Chúng thôi vợ em mà. Đấy, còn em thì vẫn tôn trọng ba mẹ em mà. Giống như là ba phải rộn em thì khác gì đâu. Con gái của nó vậy không có nói thôi. Con gái của nó vậy cô thấy sao? Cô biết nó rất hiếu thảo. Mà cái là mình khi mình nói cái nó không nghe thấy mình. Hơi ngang chút. Chứ theo ý nó không à. Mình chỉ buồn vậy thôi. Chứ cuộc đời cô thì cô nghĩ rồi. Đời cô sống vì con cô. Thành ra cô hy sinh tất cả vì con cô hết. Tại cha mẹ cô mất sớm. Rồi hôm nay thì em cũng muốn nói gì với mẹ vợ của mình hay không? Em hả? Giống là em chỉ cảm ơn mẹ thôi. Thì mẹ đã nói cho mẹ hết mình rồi, không có gì để mà nói hơn nữa. Gần mong mẹ sức khỏe dồi dào hơn. Rồi đợi mẹ đến với em với vợ em rồi. Cô có mong muốn chàng rể điều gì không ạ? Mẹ cũng mong con. Hồi đó giờ con thương vợ con. Thế nào thì giờ từ vậy về sau con cũng thương vợ con. Với con cũng hết như vậy là mẹ vui rồi. Mẹ không đòi hỏi gì hơn hết á. Cảm ơn mẹ. Rồi chúc gia đình sẽ hạnh phúc. Và chúc gia đình sẽ luôn luôn gặp nhiều may mắn hơn nữa trong cuộc sống. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình. Dạ, trước hết thì Thiên chào em Thi Quyền Linh, chào em Thiên Lê Ngọc. Dạ, chào cô. Chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Thoa, đến từ Long Giang, Bến Cầu, Tây Linh. Năm nay 54 tuổi. Dạ. Từ Tây Ninh hả? Dạ, đây là con dâu ạ. Trước tiên xin chào chú Quyền Linh. Dạ, chị là vâng. Con tên là Lê Hệ Kim Chi, hôm nay cũng 18 tuổi. 18 tuổi hả con? Ôi, 18 ôi, tuổi vậy là mới làm dâu của mẹ thôi đúng không? Dạ. Đừng nói làm dâu 3 năm rồi mà. Trời ơi, chú trẻ măng vậy. Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Trời, cái này nó bậy. Ta lấy chồng thì nói chi vậy chứ. Lấy chồng vui thấy mồ đúng không em? Đúng rồi, lấy chồng dạ. Vui mà ha. Cô ơi, cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu á, thì mẹ chồng cảm nhận gì về cô con dâu quá trẻ này? Dạ, lần đầu tiên thì gặp cháu thì thực sự là cũng ấn tượng. Cháu là cũng là hiền lành, thấy nó cũng ngoan. Hai cháu nó quen nhau thì cũng nhờ
Dì cháu mai mối. À, dì mai mối hả? Dạ. Tưởng đâu chương trình bạn mùa hò mai mối. Hai bên qua lại thì cũng đi đi lại lại thì cũng thấy cháu thì nó cũng ngoan, cũng hiền, cũng dễ thương. Con này thực sự là cũng thương chồng cơ lắm, nhưng mà chắc khoảng tầm khoảng gần 1 năm á, con trai thì mới thực sự tiến tới đậm đà, chứ còn lúc đầu thì cũng hơi lạnh. Cảm nắng ha. Con này thì cháu nó cái là nó cũng mê chồng, yêu chồng lắm. Ồ, mê chồng. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp mẹ chồng á, em có ấn tượng điều gì không? Dạ mẹ, nhìn mẹ nhỏ nhắn mà mẹ hiền lắm chị. À, lần đầu tiên gặp mẹ là ở dưới nhà dì á, mẹ bảo nấu thử cho ba ăn xem nào. À, tức là thử tay nghề trước á đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó mình biết nấu ăn chưa? Dạ chưa. Ôi chết rồi. Thôi sao? Có nấu ăn luôn hả? Dạ không, tại con nghỉ học rồi con đi làm. Con chỉ biết nấu sơ sơ. Rồi lúc đó trả lời mẹ làm sao? Thì cứ ráng đi nấu. Nấu món gì? Hôm đó chỉ nấu cơm với lại là nấu canh ấy. Canh chua với lại là... Chua hả? Dạ. Nó chua không? Chua chứ. Để chua rồi. Nấu ăn này sống mình cũng cảm thấy vẫn ngon. À cũng ngon. Được, vậy là được rồi. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Sau đó thì về làm dâu, con dâu nó có phục vụ mẹ chồng tốt không, rồi có chia sẻ mẹ chồng này kia gì không? Cháu thì nói thật là cháu nó cũng mới lớn lên thì nhiều cái cháu nó cũng không có được ham hiểu biết cho cháu lắm. Thì mình đã chấp nhận con mình rồi thì mình phải về thì từ từ mình uất nắn, từ từ mình dạy. Thì thực sự là anh chị Thui cũng có lời nhắn nhủ với tôi rằng là thực sự là em gửi gắm cháu lên anh chị là cháu hẳn còn non nớt thì cũng nhờ anh chị thì giáp dạy bảo thêm nhiều. Ở nhà thậm chí khi cơm cũng chưa biết nấu. Thì về nhà anh chị cố gắng thì giáp cháu thêm. Thì vừa rồi thì anh chị Thui yên tâm. Về làm dâu thì tôi thì đã xác định là làm dâu một con tôi rồi. Thì từ từ thì tôi sẽ dạy bảo thủ nắn dần. Nhưng mà em về nhà chồng á, cái điều mà em lo lắng nhất là cái gì? À, em sợ là em không biết làm á, nhưng mà mẹ chỉ hết, cái gì mẹ cũng chỉ hết. Chồng em có phụ không? Dạ có. Chồng hướng dẫn làm. Con là cái con này nó cũng lệnh mẹ dữ lắm. Động cái gì cũng mẹ, động cái gì cũng mẹ. Như là mẹ vừa là mẹ mà cảm thấy là nó y như là bạn ấy, cũng hòa đồng cũng vậy. Dạ, vậy chắc biết hết sở thích đồ của mẹ đúng không? Tại vì cũng quen biết. Dạ. Tại biết lâu. Trước lâu. À. Mà cũng qua lại nhà nhiều lần, cho nên là nhà có công việc, có đám có tiệc hai bên cô dì chú bác ấy thì khá là cũng quen biết rồi. Dạ. Cho nên là nó cũng không có bỡ ngỡ. Dạ. Con thấy con hợp điều gì với mẹ chồng con? Dạ đi mua đồ. Mua đồ nấu ăn. Con dâu thì cứ sáng đi làm rồi chiều về thì ba mẹ chồng ở nhà cơm nước dọn dẹp xong hết rồi, về thì con đi tắm để ăn cơm thôi. Thứ bảy chủ nhật cháu được nghỉ thì hai mẹ chồng thì đi dọn dẹp để mua sắm, thì nói chung là chưa biết làm nhưng mà cũng ham học hỏi. Con để ý gì nè cô, mấy nàng dâu trẻ thường là khéo léo hơn, tức là có nhiều người á khi mà họ về nhà chồng á, cái tính của họ đối nghịch với tính của mẹ chồng, nên là nhiều khi có những chuyện xảy ra cái mặt ụ mài châu. Còn cái cô này như nãy cô giới thiệu là hay định mẹ lắm, hay rất khéo. Dạ, không biết là em định bằng cách nào có thể chỉ cho chị không để mất chị lấy chồng, chị không biết. Chung là cái gì mẹ la em cũng cười mẹ mà. À, cứ la là cười hả? Bất cứ chuyện gì cái là nó cũng mẹ không, chuyện gì nó cũng mẹ. Dễ thương mà. Vợ chồng nó có cái gì cái cũng mẹ. Mẹ lúc bấy giờ mẹ giận đến mấy thì mẹ cũng nguôi hết, cũng nguội hết à. Giận thường mình mẹ có nhào vô ôm mẹ này kêu không? Hả? Sáng ra bắt đầu đang nằm tập thể dục giữa nhà, nó ra nó ôm ôm đè người tôi. Mẹ mới dậy giường cái chưa đánh răng rửa mặt cái nó ôm chầm mẹ luôn. Mẹ. Trời ơi con này. Bẹp bụng mẹ, bẹp bụng mẹ rồi. Vậy nó dễ thương mà. Chính là những điều đó rất là đáng yêu luôn ha. Rồi con với mẹ giống như hai người bạn luôn hả? Dạ. Con có hay giỡn đùa với mẹ gì không? Dạ có. Chuyên ra à? Giỡn gì? Trời ơi, nó hay cợt đùa lắm trời ơi. Em làm gì, em làm gì, em giỡn với mẹ làm sao? Em hay là mẹ em rờ đủ hay ghét rồi hay. Con dâu thường hay sờ tim. Đó, trời ơi, chuyên ra. Trời vậy hả? Tới nào ngờ tivi, coi tivi với mẹ cũng hơi sợ. Trời ơi. Thôi thì dễ lắm, tâm lý mà cũng thoải mái, nó sống tình cảm lắm. À dạ. Thì hai ba bữa cái là ngồi karaoke cùng với ba chồng mẹ chồng luôn. Dạ. Thấy nó vô tư, nó thoải mái, hồn nhiên lắm. Rồi có hai đứa có khi nào cãi nhau trước mặt mẹ không?
chưa. Có lần con xài điện thoại số điện thoại mới, cái con nhắn tin cho chồng con, xong rồi cái lại giục cái sim đó đi, cái không nhớ cái số của nó, cái nhìn trong điện thoại thấy nhắn tin vợ chồng cầm chạy ra mát mẹ, mát mẹ, cái mẹ mẹ la cho chồng chạy, xong rồi cái trật đó, thôi mẹ ơi, hình như số điện thoại của con. Trời đất ơi. Mé một chút xíu rồi là có chuyện rồi. Mét cái gì nữa mẹ chồng? Ngoài chuyện đó nó mét chuyện gì nữa không? Nhiều lắm, chuyện gì nó cũng tâm sự nó cũng mét mẹ chồng không. Chồng nó có làm gì cái bắt đầu chạy ra lại mẹ. Chồng con thế này, chồng con thế nọ, chồng con thế kia. Và trời ơi, y như con nít. Yeah. Nhưng mà cô có cảm thấy là cô với con dâu mình chưa hợp nhau điểm nào không cô? Chưa hợp thì cô cũng thấy là nhiều cái thì cũng cô suy nghĩ trong lương tâm cô là kiểu em thì nó mới lớn lên thì nhiều cái nó cũng bỡ ngỡ, nhiều cái nó chưa biết lắm. Thế nhưng mà trong thâm tâm cô nghĩ là thôi để từ từ để dạy út nó em dần. Lúc tôi cũng suy nghĩ rồi bảo là trời ơi con này không biết là nó có phải đi về nhà chồng hay là về thoải mái hơn nhà mẹ ruột nó có tư thoải mái. Nó có giặt giũ quần áo gì cho mẹ chồng không? Dạ, ở nhà ba mẹ chồng giặt cho hết. Giặt hết luôn. Quét dọn nhà cửa gì phụ mà mẹ chồng cháu không? Thì sáng sớm đó cháu đi làm thì chiều tối nó mới về đến nhà là con ấy tắm rửa rồi ba mẹ nấu cơm rồi, nó khi nào mà chưa có xong thì cháu nó phụ, còn không thì đa số là cứ là tắm rửa rồi ăn cơm. Mà mẹ chồng làm hết? Không, cũng biết rửa chén. Thì có rửa thôi hả? Dạ. Thì ai làm cho ai ta? Trước khi chưa đi cưới dâu về thì trời ơi, bà này bà cưới dâu về chắc được nhờ rồi đấy. Ai mẹ thực sự là phục vụ cháu nhiều hơn là cháu phục vụ ba mẹ. Từ từ nó phục vụ ngược lại. Thì mình giờ mình còn khỏe còn trẻ thì còn làm được thì cũng phụ cho các con, chứ còn sau này thì mình lại phải dựa dẫm chúng nó. Dạ. Rồi em có dự định khi nào sanh em bé chưa? Dạ có, em dự định già là sang năm. Chắc mẹ cũng nôn cháu dữ hay mong ghê lắm. Trời, cái chuyện vợ chồng nó cũng cái gì mẹ không. Đến lúc thả có bầu hay không mà con phải mẹ ơi, hay chồng con thả nha mẹ. Dễ hả? Mẹ ơi, kêu chồng con thả cho con có bầu với mẹ. Ủa? Bình thường là em ở chị làm mấy chương trình rồi đó, là nàng dâu luôn giữ mình, tức là chưa có muốn đẻ liền đâu. Mà biết không. Sao không? Chồng thì nó kỹ tính lắm, ý là nó chích ngừa hết các cái thứ thuốc để cho ngừa phòng sau này có em bé đó. Dạ. Nên là nó chưa muốn thả, nên là tới hồi nó đi hai đứa đi xét nghiệm về rồi cuối cùng nó khỏe rồi, được rồi, nó mừng nó cười rồi nó ôm mẹ nó, mẹ thế chồng muốn thả để cho con có con, mong muốn chết. Thả cũng mát mà. Bác sĩ bảo là phải ngừa mấy tháng á rồi mới để cho có thai, cái xong rồi xong mấy tháng đó rồi con bảo mẹ là nói với chồng con là để thôi thả. Giờ anh chịu thả chưa? Dạ chịu. Còn nhiều khi nghĩ con nít lắm quá trời. Dạ. Cái gì cũng mẹ nít mà. Bao lâu về nhà mẹ ruột một lần? Dạ, tại vì lúc trước thì mỗi tuần con mỗi về, còn nay là một tuần con ở nhà mẹ chồng, một tuần con ở nhà mẹ ruột. Ôi sao ở tại vì lúc cưới về vừa tròn một tháng là ba em mất nên em về ở với mẹ. Cũng tội nghiệp cho hai cháu là anh Phương cũng cưới được một tháng là anh mất. Thì bên bà nội bà ngoại cũng xin phép là vợ chồng tôi là cho cháu vào bển cho bà, cho mẹ bà đỡ đỡ buồn. Cũng thông cảm thì cho cháu nó về dưới đấy một tuần rồi về cho nhà mình một tuần. Thôi vậy cũng được ha. Rồi từ từ đó cho là... mẹ đỡ buồn. Thì nhà có mình cháu à? Con một luôn hả? Dạ đúng. Có bao giờ con buồn vì mẹ chồng một điều gì không? Dạ chưa. Tại lúc trước mà gần cưới con cũng nói với mẹ là vì tại con còn nhỏ nên con cũng chưa biết điều lắm. Con về con có làm sai gì hay là làm mẹ buồn gì thì mẹ cứ nói với con. Vậy là con biết điều rồi đó con. Có nhiều người ta không nói được câu đó đó. Như vậy là con đã trưởng thành rồi đó. Hôm nay chồng con cũng có gửi cho con một bức thư. Thế mẹ con bức thư để chú Linh đọc thử coi sao nha. Kính gửi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, tôi tên là Vũ Tuấn Anh, năm nay 28 tuổi. Hai vợ chồng cũng mới kết hôn được hơn 3 tháng. Trời ơi, mới quá. Vợ tôi vì tuổi cũng còn nhỏ nên cũng không tránh được làm mẹ tôi buồn. Có lần mẹ tôi gọi tôi lại nói, sao không nhắc vợ con sáng dậy phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn giúp mẹ. Tôi nghe xong cũng biết là mẹ cực khổ bao năm qua, rồi giờ cũng cần người san sẻ bớt gánh nặng đó. Nhưng vì vợ tôi đi làm bằng xe buýt cũng khá sớm nên cũng khó dậy sớm để phụ mẹ được. Vì không muốn mẹ buồn, vợ phải vất vả nên tôi cũng ráng dậy sớm để có thể phụ mẹ giúp vợ. Thông qua chương trình tôi muốn gửi đến vợ và mẹ một vài lời. Mẹ ơi,
Con biết á là mẹ chịu vất vả đã nhiều năm qua rồi. Con và vợ con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để gánh nặng trên vai của mẹ vơi đi. Còn em, vợ bé nhỏ của anh, có thể anh và em chưa thể hiểu hết về nhau, nhưng rồi chúng ta vẫn về chung một nhà em à. Vì không ai sinh ra là hợp nhau cả, nhưng anh và em sẽ cùng nhau chia sẻ công việc cũng như tâm tư tình cảm của gia đình và của chúng ta, luôn vui vẻ hạnh phúc để chúng ta hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn em nhé. Thấy chồng con nói gì có đúng không? Dạ đúng. Tại có lần xe buýt nó chạy sớm á, thì cái con dậy chỉ kịp thay đồ đi làm thôi, không có phụ mẹ. Cũng vất vả con nhỉ? Dạ. Vừa phải đi làm bằng xe buýt, xa không con? Dạ cũng xa. Mấy giờ con phải dậy rồi? Có bữa 4:30, có bữa thì bữa nào mệt thì con nghỉ, ngủ tới 5 giờ con mới dậy. Vậy thì cũng sớm lắm rồi, thì cũng không có thời gian để phục vụ làm việc gì đâu. Rồi sau này con phải tính khi mà có con nữa thì lại càng vất vả gấp đôi nữa. Chính vì thế chúng ta nên chuẩn bị tinh thần và học hỏi thêm nhiều nữa, cố gắng nhiều hơn nữa. Bây giờ con muốn nói với mẹ điều gì không? Con nói với mẹ là con thương mẹ. Sau này nếu như con không biết gì thì mẹ cứ dạy con. Mẹ đừng có giữ lúc lòng con không biết. Nào đúng vậy. Lúc nào mẹ cũng thương con hết lòng luôn. Vậy nào. Mẹ cũng chỉ mong con hiểu biết chút về trưởng thành chút, về mẹ có sai trái thì mẹ nói cho con đừng có tự ái. Dạ. Miễn sao mẹ con mình sống tình cảm, ta đình mình vui vẻ hạnh phúc mà mẹ mừng. Được rồi. Dạ. Mong cho các con hạnh phúc và mừng. Gửi tặng một kỷ niệm cho gia đình.